Chào các bạn, ở video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách móc 5 mũi cơ bản. Hôm nay mình sẽ nói thêm về một số kỹ thuật tăng mũi, giảm mũi. Hoặc là khi chúng ta đang móc, chúng ta muốn đổi màu len sang len mới. Hoặc là khi chúng ta đang móc mà bị hết len, muốn nối len mới như thế nào. Và mình sẽ nói về một số cách để khi chúng ta bắt đầu một sản phẩm, chúng ta sẽ móc theo hàng ngang và móc theo vòng tròn. Ví dụ như ở đây, khi chúng ta móc mũ thì chúng ta sẽ móc theo vòng tròn. Chúng ta bắt đầu từ đỉnh mũ và chúng ta móc thêm mũi cho to ra như thế này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc theo vòng tròn và cách thêm mũi. Hoặc là khi chúng ta móc khăn, móc áo thì chúng ta không móc theo vòng tròn mà chúng ta sẽ móc theo hàng. Ví dụ như khi móc áo, các bạn sẽ móc một đường thẳng theo thân áo và chúng ta móc theo hàng, móc qua móc lại. Thì kỹ thuật này mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn trong video ngày hôm nay. Ngoài móc theo vòng và móc theo hàng thì còn một kiểu móc nữa là kết hợp. Đó là ví dụ như chúng ta móc đế giày thì khi bắt đầu chúng ta cũng bắt đầu bằng một hàng ngang, nhưng khi chúng ta móc thì chúng ta móc theo vòng xung quanh hàng ngang này. Như vậy là mình sẽ có 3 kỹ thuật bắt đầu khi tạo sản phẩm, đó là theo hàng, theo vòng và kết hợp giữa hàng ngang và theo vòng. Mình sẽ nói thêm về một số ứng dụng của các mũi móc. Ví dụ như mũi đơn thì thường để móc thú bông. Các bạn thấy như thú bông thì chúng ta sẽ móc hoàn toàn bằng mũi đơn. Mũi này sẽ làm cho sản phẩm không có bị hở lỗ, sẽ khít và đều đẹp hơn, thì thường áp dụng vào móc thú bông. Hoặc là móc mũ, cũng có một số chúng ta móc áo. Mũi kép, mũi nửa kép thì thường áp dụng để móc mũ và móc giày, móc khăn. Và khi chúng ta kết hợp những mũi với nhau thì tạo nên những kiểu hoa văn khác nhau. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc sơ đồ để móc vào video sau. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm mũi, giảm mũi, cách móc theo vòng và theo hàng. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật móc theo vòng. Khi chúng ta móc mũ hoặc chúng ta móc thú bông thì thường bắt đầu bằng một vòng tròn. Có hai cách để móc theo vòng. Đầu tiên là các bạn sẽ móc mũi đơn. Thông thường chúng ta sẽ móc, nếu như bắt đầu vòng bằng mũi đơn thì chúng ta sẽ móc 2 mũi bính. Còn nếu như bắt đầu vòng bằng mũi kép thì chúng ta sẽ móc 3 hoặc 4 mũi bính. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn móc mũi đơn. Chúng ta tạo 2 mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ móc mũi đơn vào trong mũi bính đầu tiên. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc mũi đơn vào trong mũi bính đầu tiên này theo đúng số mũi mà trong bản hướng dẫn yêu cầu. Ví dụ như hướng dẫn người ta yêu cầu móc vòng tròn 6 mũi đơn thì chúng ta sẽ móc vào đây 6 mũi đơn. Các bạn thấy 6 mũi đơn này sẽ tạo. Khi móc thú bông thì chúng ta sẽ móc theo vòng xoắn ốc.
Nghĩa là các bạn cứ vậy mà các bạn móc vòng 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 từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài, không phải kết một vòng nào cả. Mà thường chúng ta sẽ dùng phần cái kim gài, ở video trước mình có giới thiệu với các bạn, mình sẽ dùng kim gài để các bạn gài vào đánh dấu cái vị trí mà bắt đầu một vòng thôi. Thì ở đây ví dụ như móc thú bông, vòng 1 chúng ta có 6 mũi, vòng thứ 2 chúng ta sẽ móc tiếp theo không kết mũi mà chúng ta sẽ móc mũi đơn luôn. Các bạn sẽ móc mũi đầu tiên vào mũi đầu tiên của vòng 1 như thế này. Bắt đầu chúng ta lên vòng 2 chúng ta móc luôn. Nếu như các bạn không có cái kim gài đánh dấu thì các bạn có thể sử dụng một sợi màu khác để các bạn đánh dấu cái mũi này lại, để các bạn ghi nhớ cái vị trí mà chúng ta bắt đầu của một vòng, để khi chúng ta đếm vòng chúng ta không bị nhầm. Thì chúng ta sẽ đánh dấu lại cái mũi đầu tiên này bằng một sợi khác màu. Các bạn sẽ lấy cái sợi này vào đây đánh dấu. Còn nếu mà có kim gài thì chúng ta chỉ cần gài cái kim vào đây đánh dấu. Bắt đầu sang vòng thứ hai thì chúng ta sẽ tăng mũi lên để cho vòng tròn này to ra. Thì cách tăng mũi hoặc là thêm mũi rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần móc vào một chân mũi này. Thay vì chúng ta móc một chân là một mũi thì bây giờ một chân chúng ta sẽ móc hai mũi, hoặc là các bạn móc ba mũi, bốn mũi gì đó, tùy theo bản hướng dẫn mà các bạn đang móc yêu cầu là thêm mấy mũi. Thông thường thì chúng ta sẽ móc một chân mũi là các bạn móc hai mũi. Như vậy nếu như các bạn móc hết cái vòng này thì là chúng ta sẽ tăng được 6 mũi. Từ 6 mũi ban đầu chúng ta sẽ tăng lên được 12 mũi. Cứ một chân mũi thì chúng ta móc vào đây 2 mũi. Đây là mũi đơn. Các bạn móc mũi kép hoặc mũi nửa kép thì chúng ta cũng sẽ tăng mũi như vậy. Nghĩa là cứ một chân mũi này các bạn sẽ móc vào 2 mũi hoặc 3 mũi. Đây là phương pháp tạo vòng tròn đầu tiên. Tuy nhiên phương pháp này có một nhược điểm, đó là phần lỗ ở giữa này thường sẽ bị to và rộng hở ra, thì khi lên sản phẩm không được đẹp. Để khắc phục cái lỗi này thì có một phương pháp thứ hai để tạo vòng tròn, đó là vòng tròn ma thuật. Gọi là vòng tròn ma thuật bởi vì phương pháp này chúng ta có thể tạo mũi ban đầu bao nhiêu tùy ý, to nhỏ gì đều được. Thì phương pháp tạo vòng tròn ma thuật rất cũng đơn giản, đó là chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ cuốn sợi len xung quanh ngón tay thành một vòng như thế này. Khi chúng ta móc thú bông hoặc là móc một số sản phẩm mà không có cái sự mà va chạm xê dịch nhiều thì chúng ta có thể tạo một vòng tròn thôi. Còn nếu như chúng ta móc mũ, chúng ta sẽ tạo một vòng tròn đôi, bởi vì khi móc mũ chúng ta đội và chúng ta va chạm nhiều, đôi khi chúng ta giặt nó sẽ bị bung ra, thì mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật mà tạo vòng tròn đôi. Thì thay vì cuốn một vòng len, chúng ta sẽ cuốn hai vòng len như thế này. Nếu vòng đơn thì chúng ta cuốn một vòng thôi. Mình sẽ tạo cả vòng đơn và vòng đôi cho các bạn thấy. Bây giờ vòng đơn đầu tiên là các bạn cuốn một vòng len như thế này, lấy vòng ra khỏi ngón tay. Tay trái các bạn giữ len, tay phải chúng ta cầm kim, chúng ta cho kim vào trong vòng tròn này. Ngón giữa chúng ta giữ mối của vòng tròn cho thật chặt. Các bạn móc lên thành một mũi trên kim, móc thêm một mũi bính. Đây là mũi đầu tiên
của vòng tròn. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc mũi đơn vào trong vòng tròn này. Các bạn cũng móc vào đây là 6 mũi đơn. Sau khi móc 6 mũi đơn thì chúng ta sẽ dùng sợi len thừa này. Chúng ta rút lại thì cái phần lỗ vòng tròn này nó sẽ nhỏ lại. Nếu chúng ta rút càng chặt thì cái phần lỗ này càng nhỏ và càng đẹp. Đây là vòng tròn đơn. Bây giờ mình sẽ tạo vòng tròn đôi. Thì thay vì các bạn cuốn một vòng len thì chúng ta sẽ cuốn hai vòng len. Cầm cả ba sợi, lấy ra khỏi ngón tay. Móc lên một mũi bính. Móc thêm một mũi bính. Và các bạn sẽ móc mũi đơn vào bên trong vòng tròn này. Thông thường những vòng tròn ma thuật thường sẽ bắt đầu bằng 6 mũi hoặc 8 mũi. Khi chúng ta móc xong thì các bạn sẽ rút sợi len này. Ở đây khi mà các bạn rút thì có hai sợi len ở đây. Chúng ta cầm sợi thừa chúng ta rút thì chỉ có một sợi len co vào. Thì chúng ta sẽ cầm đúng cái sợi vừa co vào đó, các bạn sẽ rút sợi còn lại. Cầm một sợi để rút sợi kia và cầm phần đuôi thừa này để rút cuối cùng. Đây là vòng tròn đôi. Thì khi các bạn tạo vòng tròn đôi, cái phần lỗ này, phần vòng tròn này sẽ không bị tuột ra, rất là khít, rất là chắc chắn. Các bạn nên áp dụng vòng tròn đôi khi các bạn móc mũ, thì cái phần đỉnh mũ sẽ rất là chắc chắn. Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo vòng tròn ma thuật. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc theo hàng. Móc theo hàng rất là đơn giản, thì ở video trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn móc 5 mũi cơ bản. Thì ban đầu là chúng ta sẽ tạo dây bính. Dây bính này chúng ta tạo tùy theo độ dài. Ví dụ như các bạn móc khăn thì các bạn sẽ tạo dây bính này bằng chiều rộng của khăn. Và khi móc áo thì dây bính này sẽ bằng chiều rộng của áo. Sau khi các bạn tạo một dây bính đầu tiên, nếu như hàng đầu tiên các bạn móc mũi đơn thì chúng ta sẽ bỏ qua một mũi bính ở đầu này, các bạn sẽ móc mũi đơn vào mũi bính thứ hai. Còn nếu như hàng đầu tiên các bạn móc mũi nửa kép thì chúng ta sẽ bỏ qua hai mũi bính ở đầu và các bạn móc mũi nửa kép vào mũi bính thứ ba. Nếu như hàng đầu tiên chúng ta móc mũi kép thì các bạn sẽ bỏ qua ba mũi ở đầu, các bạn móc vào mũi thứ tư, để cho phần mũi bính ở đầu này sẽ là độ cao của hàng chúng ta cần móc. Ở đây mình sẽ móc mũi đơn, bỏ qua một mũi đầu tiên, chúng ta sẽ móc vào mũi thứ hai.
Ở video trước mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn. Khi các bạn quay ngược lại để móc hàng mới thì chúng ta sẽ móc mũi bính lên hàng. Nếu móc mũi đơn thì móc một mũi bính. Nếu móc mũi nửa kép thì móc lên hai mũi bính. Móc mũi kép thì móc lên ba mũi bính và chúng ta tiếp tục móc cho hết hàng. Khi chúng ta đang móc theo hàng, chúng ta thêm mũi thì các bạn cũng sẽ móc hai mũi vào một chân hoặc là ba mũi vào một chân tùy theo yêu cầu của sản phẩm mà các bạn đang móc. Thông thường khi chúng ta móc váy thì các bạn sẽ móc từ phần kẹp ở trên phần lưng, chúng ta sẽ móc thêm mũi cho váy xòe ra thì các bạn sẽ móc theo phương pháp này. Ví dụ khi chúng ta đang móc theo hàng mà các bạn cần phải móc theo vòng tròn. Chẳng hạn khi các bạn móc được phần đai lưng của phần váy rồi, chúng ta đang móc theo hàng để hai đầu này chúng ta tạo nút gài để gài vào với nhau. Sau khi tạo móc xong phần đai lưng mà chúng ta muốn nối lại với nhau thành vòng tròn để móc thành váy không có đường gân nổi lên thì chúng ta sẽ nối đầu chúng ta đang móc với lại phần đầu bên kia. Thì các bạn sẽ nối lại bằng, thông thường là chúng ta sẽ nối lại bằng mũi trượt. Ví dụ chúng ta đang móc ở phần đầu như thế này và muốn nối vào đầu này thì các bạn sẽ gập phần đầu này vô như thế này. Chúng ta sẽ móc ở một bề mặt và đâm kim vào mũi đầu tiên, móc một mũi trượt để nối lại. Như vậy là chúng ta đã nối lại thành vòng tròn. Tiếp tục các bạn sẽ móc theo vòng tròn. Thì khi chúng ta nối lại như thế này thì phải móc lên mũi bính để lên hàng. Ở đây mình sẽ móc mũi kép cho các bạn thấy. Ví dụ chúng ta sẽ móc 3 mũi kép vào một chân. Thì phần mũi này chúng ta tăng lên, nó sẽ xòe ra. Có thêm một cách để tăng mũi nữa là chúng ta sẽ móc mũi bính. Ví dụ ở đây chúng ta móc hai mũi bính thì là tăng được hai mũi nhưng sẽ tạo phần lỗ hổng như thế này. Thường phương pháp này sẽ áp dụng trong các kiểu móc. Ví dụ như ở đây phần mũ mình móc sử dụng phương pháp là tăng mũi vừa móc vào một chân và vừa móc mũi bính thì ở những phần móc mũi bính nó sẽ tạo thành lỗ như thế này. Các bạn thấy khi mà mình tăng mũi thì phần phần tăng mũi này nó sẽ xòe rộng ra. Và khi chúng ta đang móc theo vòng hết một vòng thì nối lại với lại phần mũi đầu tiên này bằng mũi trượt. Và tiếp tục móc theo vòng mới thì chúng ta sẽ móc ở một bề mặt, đó là cứ ở bề mặt phải mà chúng ta móc. Còn móc theo hàng thì móc qua móc lại kệ ở cả hai
ở cả hai bề mặt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giảm mũi. Tăng mũi thì chúng ta thêm ra, còn giảm mũi thì chúng ta sẽ bớt đi. Nghĩa là từ hai mũi ban đầu chúng ta sẽ gộp lại để móc thành một mũi. Đầu tiên chúng ta móc mũi bính lên hạt. Bây giờ mình sẽ móc cho các bạn giảm mũi đơn. Mũi đơn bình thường thì các bạn móc như thế này. Còn khi giảm mũi có hai cách giảm mũi như sau. Thứ nhất, các bạn sẽ đâm kim xuống lấy sợi len lên, nhưng không móc qua thành một mũi đơn mà các bạn sẽ giữ sợi len ở trên kim như thế này. Tiếp tục đâm kim vào mũi tiếp theo, lấy sợi len lên, tạo thành 3 sợi trên kim và móc thành một mũi đơn. Như vậy chúng ta đâm kim vào hai mũi mà chúng ta móc lên thành một mũi thì đã giảm được một mũi. Cách thứ hai để giảm mũi là chúng ta sẽ lấy hai mũi cùng một lúc. Các bạn sẽ lấy sợi phía trước của mũi móc. Một mũi nó có hai sợi thành chữ V này. Bình thường chúng ta đâm qua hai sợi để chúng ta móc, nhưng khi giảm mũi các bạn chỉ lấy một sợi ở phía trước thôi. Và lấy hai mũi cùng một lúc, hai sợi trước của hai mũi cùng một lúc, và chúng ta móc thành một mũi. Khi chúng ta giảm mũi nửa kép hoặc nửa mũi kép cũng vậy. Ví dụ mũi kép thì các bạn sẽ móc lên thành 2 sợi trên kim. Tiếp tục các bạn móc thêm một mũi kép thành 3 sợi trên kim và móc qua một lần thành một mũi kép. Hoặc là các bạn cũng có thể lấy 2 mũi cùng một lúc và chúng ta móc thành một mũi kép. Phương pháp giảm mũi thường áp dụng khi mà các bạn móc áo, các bạn chiết nách, chiết cổ. Ví dụ như ở đây, phần chiết cổ, chúng ta muốn giảm mũi đang là ở dài ngoài đây, chúng ta muốn giảm mũi cho bớt mũi đi, cong vào trong này, thì những mũi ở phía đầu này chúng ta sẽ móc giảm mũi. Hoặc là các bạn móc thú bông, yêu cầu ví dụ như ở phía trên này đang to mà các bạn muốn nhỏ xuống phía dưới thì các bạn sẽ móc giảm mũi, thì nó sẽ từ to mà thành nhỏ. Tùy theo mẫu hướng dẫn yêu cầu các bạn tăng mũi giảm mũi chỗ nào thì các bạn sẽ móc theo hướng dẫn. Đây là những kỹ thuật móc len cơ bản. Thì mình hy vọng là các bạn sau khi các bạn xem video, các bạn cũng có thể hiểu biết được những kỹ năng cơ bản sau này chúng ta có thể áp dụng để móc bất kỳ sản phẩm nào các bạn mong muốn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật nối màu len khác vào trong khi móc. Khi chúng ta móc một sản phẩm mà yêu cầu có nhiều màu, ví dụ như ở đây mình móc chiếc giày này có nhiều màu khác nhau, thì làm sao để khi các bạn đang móc màu này các bạn muốn đổi qua màu kia mà các bạn có thể sử dụng sợi len không có bị thắt nút ở bên trong. Các bạn thấy ở trong phía trong không có cái nút thắt nào, hoàn toàn là chúng ta vừa nối len và chúng ta vừa móc. Thay vì các bạn cắt sợi len trước
trước, rồi các bạn lấy đầu của cuộn lên sau, các bạn thắt nút, các bạn nối vào, thì khi mà các bạn móc sẽ tạo thành một cái mối nối rất là xấu. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối lên khi chúng ta đang móc luôn. Trước khi mà các bạn nối màu len mới thì chúng ta sẽ dùng màu len cũ, các bạn móc lên một mũi trên kim như thế này, nhưng không lấy qua mà chúng ta sẽ lấy sợi len mới và kéo qua thành một mũi như thế này. Thì cái sợi len thừa này và cái phần len cũ các bạn sẽ kèm theo trong khi chúng ta móc, và chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong khi chúng ta móc luôn, và dùng màu len mới để móc. Sau khi mà các bạn đã móc được một đoạn, chúng ta giấu hết cái phần len thừa này đi, thì các bạn sẽ dùng kéo để cắt len cũ. Các bạn thấy ở mặt trái này không có mối nối, mà cứ vậy mà chúng ta móc thôi. Phương pháp này cũng áp dụng khi các bạn đang móc mà hết len, thì chúng ta thay len mới vào, chúng ta cũng sẽ móc như vậy, không có phải thắt nút lại. Đây là phương pháp đổi màu khi chúng ta chỉ móc một màu thôi. Còn bây giờ các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi màu mà chúng ta sử dụng cả hai màu song song. Ví dụ đang màu này, các bạn muốn móc theo màu này, thì các bạn sẽ phải lưu ý cái phần sợi len để ở phía trên và phía dưới. Ví dụ như bây giờ đang màu xanh, mình muốn móc theo màu trắng, mình cũng sẽ lấy màu xanh lên và bỏ sợi len màu xanh này xuống. Sợi len màu xanh này sẽ ở nằm bên trên sợi màu trắng. Để cho các bạn nhớ thì các bạn sẽ cầm sợi len này, các bạn đưa về phía trước đây. Và sợi len màu trắng này ở phía dưới. Các bạn sẽ lấy sợi màu trắng móc lên. Tiếp tục chúng ta móc màu trắng thì chúng ta sẽ kèm sợi màu xanh này, móc kèm luôn. Đang ở màu trắng mà các bạn muốn chuyển sang màu xanh thì lấy lên hai sợi màu trắng và tiếp tục sợi màu trắng chúng ta để ở phía trước, lấy sợi màu xanh này móc lên. Và các bạn tiếp tục móc theo màu vừa đổi. Thì phương pháp đổi màu này thường áp dụng